cảm ơn uh, thầy Huy không biết là các thầy cô đã nghe được uh, lời của tôi chưa tôi cũng là vốn là lâu tách cho nên là nghe rõ thì à? chậm chân nữa một tí nghe rõ rồi vậy <laughs> trước hết là và rất là cảm ơn thầy Thảo uh, vừa mới có một cái uh, sơ lược rất là ngắn gọn nhưng mà thực sự là nó đặt cái uh, cơ sở và cái uh, niềm tin uh, cho các đơn vị đào tạo trong đại quốc gia nội rất là cảm ơn thầy Thảo uh, bởi vì là anh em ở các đơn vị thì uh, À, đặc biệt là rất muốn nghe một số các cái thông tin về mặt chính sách vĩ mô mà thầy Thảo được à, tham dự các cuộc họp ở trên bộ. À, rồi các cái chính sách về mặt lâu dài cũng như mà những cái chính sách hiện tại trong học kỳ này của Đại học Gia Hà Nội đối với giảng dạy trực tuyến cho nên là tôi có lẽ là xin thay mặt cho tất cả các anh em đang đang dự trực tuyến ở đây thì cảm ơn thầy Thảo cũng như là cảm ơn Đại học Gia Hà Nội đã có những cái thông tin rất là kịp thời. À, cái thứ hai nữa là cũng tôi cũng xin thưa một chút tức là qua các cái số liệu mà thể thảo cung cấp thì nó cũng cho chúng ta một cái hình dung tương đối rõ về cái bức tranh đào tạo của các thành viên trong đại học quốc gia hà nội mà đang dùng cái hình thức trực tuyến đến thời điểm này tương đối đa dạng và cũng nhiều cấp độ khác nhau chúng tôi cũng rất là vui là bởi vì là các nhà trường thành viên thì triển khai rất là nhanh và như thế có nghĩa là chúng ta cũng gọi là cùng, cùng, cùng bước đi với nhau đúng không ạ thì như thế cũng rất là tốt thế còn uh, tôi thì từ góc độ một uh, đơn vị uh, quản gọi là đào tạo của đại quốc gia Hà nội đấy, lại trường uh, nhân văn đấy thì uh, mấy hôm nay thì các thầy cô cũng có trao đổi với nhau thì tôi cũng uh, xin phép được nói qua như thế này. Uh, sau đó thì tôi cũng xin uh, nêu ra một số các cái suy nghĩ uh, các thầy cô có thể chia sẻ cùng. Uh, đặc biệt là thầy Thảo uh, từ góc độ đại quốc gia và thầy Huy là làm từ góc độ uh, uh, gọi là gọi là đảm bảo chất lượng ấy, thì thầy Huy cũng có thể cho ý kiến thêm. À, lúc nãy thì uh, chắc là thầy Quân có vào thì không biết là thầy Quân đã chia sẻ sơ qua chưa à, nhưng mà phải nói thật là thầy Huy uh, nói cái câu này thì tôi xin ghi nhận nên là cũng uh, lăn lộn với cái này là vì uh, đến tận 1 giờ sáng ngày hôm qua thì anh Đào Minh Quân đánh vẫn uh, gõ tinh tinh ở trên uh, mạng <laughs> anh ấy thông báo là có mấy cái việc cho nên nói để nói là lăn lộn là có nhưng mà cái 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 uh, gọi là các cái thông tin cần chia sẻ thì cũng còn rất là nhiều cái uh, xin xin ý kiến thầy cô uh, trường nhân văn thì đến nay thì uh, thôi thì nói cho nó dễ hiểu là nó đâu đó khoảng 700 lớp là đang 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 vận hành khoảng xung quanh 700 lớp như vậy và xu hướng là còn có thể mở rộng thêm bởi vì các thầy cô biết là trường nhân văn thì có một cái đặc điểm trong tổ chức đào tạo của học kỳ ấy là 7 tuần đầu sau đó thì có 7 tuần sau và đặc biệt là một số các cái lớp sau đại học thì các thầy cô cũng đang chuẩn bị lớp và chuẩn bị giảng dạy trong cái tháng tư và tháng năm này như thế để nói là cái cái số lượng à, gần 700 mà thầy Thảo vừa mới nêu lên đấy thì nó có thể nó sẽ tăng lên ở, ở trường Nhân Văn một chút. À, cái thứ hai là cái sự chuẩn bị thì có lẽ là cũng là cái may mắn của nhà trường. Tức là nó cũng là cái duyên kỳ ngộ thế nào đấy thôi, tức là sau Tết một chút đấy thì à, trường Nhân Văn thì có tổ chức tập huấn cho khoảng độ Trăm rưỡi đến gần 200 giảng viên à, qua các hình thức khác nhau tức là trước khi chúng ta bước vào cái giai đoạn dịch chính thức. À, thì nó cũng nằm trong cái nắm bắt về mặt chủ trương của nhà trường đối với các cái đường hướng của đại học quốc gia hà nội thì đại học quốc gia hà nội thì đã có cái um, chiến lược liên quan đến đổi mới hoạt động giảng dạy ở đại học quốc gia hà nội và trong đó thì có đặt ra cái vấn đề về công nghệ hóa à, thì nhà trường cũng đã nắm bắt tinh thần đấy và thực hiện theo cái đúng chủ trương thế thì cũng trong cái những cái gọi vừa là là thực hiện cái chỉ đạo của cấp trên nhưng mà cũng là cái um, nỗ lực của nhà trường ấy, thì cái công công tác tập huấn của nhà trường thì cũng đã diễn ra tương đối tốt cho nên là khi mà chúng ta mà à, đóng cửa trường để mà dạy trực tuyến thì nhà trường cũng có một cái vốn dắt lưng nó 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 tương đối à, và cái may mắn nữa đấy là cái sự phối hợp của một số các cái nền tảng công nghệ khác nhau à, thì thôi thì tôi cũng xin nói qua một chút một chút nữa thì tôi sẽ nghĩ là anh anh Đào Minh Quân là là, là, sẽ có cái chia sẻ thêm về mặt kỹ thuật thì tôi xin phép tôi không nói sâu về vấn đề này nhưng mà nhà trường thì cũng giống như các đơn vị trong đại học gia hà nội thì cũng đang mấy tuần đầu thì cũng chăm hoa đua nở về cái nền tảng công nghệ nhưng mà trong đó thì cái uh, upm đấy hay anh em cứ gọi là app em đấy thì đang vận hành sau một tuần hai tuần thì đang tương đối là ổn một chút nữa thì thì, thì nhờ thầy quân sẽ nói kỹ thêm về cái vấn đề này thế nhưng mà thực ra thì uh, sau hai ba tuần đấy thì cái phương diện tích cực thì nhiều một số cái vấn đề mà đang băn khoăn thì cũng nêu ra cho thầy cô gọi là chia sẻ thêm tôi thì cũng không xin phép là không có nói một cách nó quá chính quy bài bản bà. nhưng mà chỉ nói từ góc độ như thế này này tức là à, chắc là tôi tin là ở đơn vị nào trong đại gia nội cũng thế bởi vì đây là cái quy trình dạy và học vậy thì nó xuất phát từ hai phía là người thầy và sinh viên và có một cái trung gian đứng ở giữa tức là bộ phận quản lý đào tạo của nhà trường trong đó thì có phòng đào tạo rồi có phòng Thanh tra pháp chế và tất cả các thứ. Thì hiện nay ấy, thì à, tôi nhìn từ góc độ à, tổ chức quản lý đào tạo một chút thì à, lúc nãy thầy Thảo có nói ra một số các cái vấn đề mà phải nói là rất là tuyệt vời. À, đấy là các cái văn bản 988 cũng như là văn bản 944 của của hai cấp là của bộ và của đại học Già Hà Nội. Thế thì hiện nay thì cũng báo cáo với thầy Thảo và thầy Huy ấy là anh em thì cũng đã đọc rất là kỹ, uh, nghiên cứu rất là kỹ tất cả các văn bản và thấy rõ ràng đây là cái um, cái bệ đỡ rất là tốt cho các đơn vị đào tạo thành viên của đại học gia hà nội để mà thực hiện đấy. và thực ra thì anh em chúng tôi cũng đã dựa trên các văn bản đặc biệt là cái văn bản 944 của thầy giám đốc ký ngày 27 tháng 3 đấy thì để triển khai để xây dựng các cái hướng dẫn cụ thể từ các đơn vị à, tuy nhiên đấy à, mặc dù là văn bản của đại học gia hà nội rất là rất là kỹ rất là chi tiết chi tiết hơn nhiều so với bản của bộ nhưng mà đến khi mà triển khai áp dụng ở các đơn vị ấy, thì thực ra mà nói là vẫn có những các cái những cái băn khoăn cái băn khoăn ở đây nó không phải là vì nó không rõ đâu thầy thảo ạ à. Phải nói cho nó 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 chính xác rồi tức là văn bản thì rất là rõ ấy, rất cụ thể nhưng mà bởi vì là cái nền tảng mà chúng ta đang áp dụng trong hai ba tuần đầu ấy là nó quá đa dạng à, và thực ra mà nói là cái câu chuyện của người làm quản lý đào tạo hiểu về mặt văn bản với lại cái câu chuyện giảng viên ấy, chia sẻ về mặt thực tiễn đấy nó vẫn là còn một là khoảng cách chứ cũng không, không phải là không à, ví dụ tôi chỉ nói ví dụ này nếu như theo cái văn bản 988 của bộ cũng như là 944 của đại học hà nội thì có lẽ là rất nhiều các cái phần mềm mà các thầy cô đang dạy hiện nay là à, tức là nó chưa phải là cái nhóm nhóm thứ nhất đúng không ạ nó chưa phải là cái nhóm mà đương nhiên được thừa nhận thế thì để giải tỏa được cái à, khúc mắc hay là cái băn khoăn của các thầy cô ấy thì chúng ta cần có một cái lộ trình về truyền thông cũng như là về mặt văn bản à, cho nó các trường thôi tôi 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 nói là các trường thôi À, thì cần có một cái cụ thể hóa của vấn đề này và tôi nghĩ là cái câu chuyện phản ứng của một số các thầy cô là sẽ không tránh khỏi đâu không biết là thầy Thảo từ góc độ chính sách vĩ mô thì có có lường và chia sẻ không hay là các thầy cô đang dự ở đây ở các trường thì có vướng cái vấn đề như của 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 chúng tôi không đấy thì các thầy cô một chút nữa có thể chia sẻ thêm nhưng mà tôi chỉ nói ví dụ chẳng hạn à, ai cũng nói rằng Zoom là một cái eh, thứ gọi là rất rất là tiện lợi đúng không ạ à, livestream rồi là lớp học trực tuyến rồi tất cả mọi thứ rất là tốt tôi phải nói là tôi cũng đã dùng để họp rồi cùng với anh chị em có tham dự một số lớp thì phải nói là trong những tuần đầu rất tốt tất nhiên là một tuần vừa qua thì nó cũng bắt đầu có những các cái uh, hiện tượng là chậm hay là lát hay các thứ nào kia nhưng đấy không tránh khỏi về toàn cầu nhưng mà khi mà các thầy cô đang rất là hào hứng với lại zoom như là một cái thứ mà có thể nói là rất nhanh rất hiệu quả thứ thì bây giờ nếu như áp vào cái văn bản của bộ và của đại học gia hà nội đấy thì zoom nó chưa hẳn là cái một cái LMS theo đúng nghĩa. Thế thì để thanh thỏa được giữa cái câu chuyện này giữa uh, người quản lý với góc độ là như là thầy uh, thầy Thảo uh, hay là cá nhân tôi anh Quân hay là ở trường Đại học tự nhiên trọng công nghệ đấy uh, giữa cái chính sách văn bản của nhà nước với lại cái sự thông thông tỏ của thầy cô, uh, tôi nghĩ là nó cần thêm những cái sự truyền thông và những cái văn bản uh, cụ thể của các đơn vị và tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ có những các cái khúc mắc và chắc chắn là chắc chắn những người làm đào tạo như anh em chúng tôi thì sẽ phải có trách nhiệm uh, giải thích và hướng dẫn cụ thể nhất cho thầy cô thế đấy đấy là đấy là cấp bậc thứ hai mà theo quan điểm của tôi là từ văn bản của nhà nước tức là zoom hay là Team hay là uh, google meeting hay gì đó thì đấy là cái thứ hai nhưng mà còn có một cái thứ ba mà thấp hơn nữa thì cũng uh, chia sẻ với thầy Thảo và thầy Huy và các thầy cô đấy là chúng ta đã có khoảng 2 tuần là các thầy cô gửi email rất nhiều nhưng mà gửi email thì được công nhận ở cấp độ nào? Thì tất nhiên văn bản cũng đã nói. Nhưng mà giả sử bây giờ văn bản của các trường như là trường tự nhiên, trường nhân văn hay là trường công nghệ, trường kinh tế mà nói rằng là email là một cấp rất thấp. Đấy, chỉ được công nhận ở một mức độ vừa phải, các thầy cô phải có hình thức gọi là bổ trợ thêm kiến thức cho các em bằng các cái phương tiện là học trực tuyến để bổ sung kiến thức cho các em thì mới đáp ứng được cái yêu cầu của Bộ Giáo dục đào tạo và của Đại học Quốc gia Hà Nội thì chắc chắn là lại cũng sẽ có những cái băn khoăn. Bảo là tôi thì vất vả lắm. Tôi gửi ra một email bài tập cho 100 sinh viên, sau tôi nhận lại 100 sinh viên eh, phản hồi. Tôi lại phải trả lời lại, eh, tôi lại tập hợp lại. Mà ngày này qua ngày khác tức là mỗi tuần tôi ít nhất là có một lớp thì tôi đã có 100 cái thư đi, 100 cái thư về. Rồi tất cả mọi thứ trong khi hiệu quả thì không cao, đúng ạ? Và cái sự thừa nhận của văn bản nhà nước thì lại cũng không phải là lớn. Thế thì những cái đấy là tôi nghĩ là cái khía cạnh thứ nhất mà xin chia sẻ với uh, thầy Thảo với thầy Huy và các thầy cô là chúng ta từ góc độ quản lý đơn vị uh, đào tạo ở đơn vị cụ thể đấy thì sẽ vướng đấy là cái uh, cái thứ nhất mà cũng phải chia sẻ thật với thầy cô là anh em chúng tôi đã soạn văn bản uh, để um, ban hành nhưng mà bởi vì đang vướng cái sự phân định về các cái nền tảng công nghệ cho nên là đành phải thông tin một cách chưa chính quy đến các thầy cô uh, nhưng mà chưa ban hành văn bản mặc dù là có thể đã đã đã, đã bày sẵn ở đấy mấy ngày và đã thảo luận đi thảo luận lại rồi thì đấy là là hôm nay là chia sẻ rất là thật với các thầy cô là như vậy đúng không ạ cái thứ hai đấy là từ cái góc độ mà mà cũng làm quản lý đào tạo thì tôi cho rằng là thế này này tức là những các cái hướng dẫn của đại quốc gia hà nội về kiểm tra đánh giá đối với học phần thì hiện nay là phải nói rất là tốt rất 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 là kỹ các cái phụ lục trong đó cái phụ lục số 6 đấy cái, cái 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 cái, điểm số 6 đấy để kiểm tra đánh giá thì tôi nói là trong bối cảnh hiện nay khi mà bộ vẫn còn chưa thống nhất được về cái phương thức tổ chức và dạy học và đánh giá về trực tuyến theo đúng nghĩa như thầy Thảo vừa nói đấy 20 phần trăm bao nhiêu trăm thứ ấy, thì đại quốc gia Hà Nội đã ra một cái văn bản như thế còn nói là cái điểm tựa rất là chắc chắn cho các đơn vị đào tạo bởi vì chúng ta biết là hiện nay đã là tuần thứ bảy đối với trường chúng tôi là đang là tuần thứ bảy rồi đối với các đơn vị có thể là tuần thứ sáu hoặc thứ năm nhưng mà dù sao chúng ta cũng biết là một học kỳ chúng ta thì cũng chỉ có 15 tuần đúng không ạ mà hiện nay dịch bệnh thì mới đang ở nửa chặng đường đấy, có nghĩa là chúng ta kỳ vọng sẽ có năm bốn năm hoặc 6 tuần nữa có thể chúng ta vẫn phải trực tuyến thế thì các cái tỷ lệ liên quan đến giảng dạy để được công nhận thừa nhận như tôi nói ở điểm thứ nhất và đặc biệt đấy là cái hình thức kiểm tra đánh giá thì tôi cũng xin chia sẻ với thầy cô là cái ý lúc đầu tôi nói đấy là trường nhân văn thì không biết là các trường khác thế nào nhưng mà vì xuất phát là có nhiều cái môn học lý thuyết và vẫn còn một cơ số các môn nó chỉ có hai tín chỉ thôi mà hai tín chỉ đấy thì nhà trường từ một hai năm nay đấy là chủ trương là những môn mà tín chỉ ít đấy thì có thể gom nó thành 7 tuần chứ không nhất thiết phải kéo dài 15 tuần thế thì nếu mà 7 tuần thì hiện nay thì trường Nhân Văn đã kết thúc tuần thứ bảy tức là nếu tính là hai tuần trước Tết cộng với một tuần học trực tuyến sau Tết là ba cộng với 3 tuần trực tuyến vừa rồi bốn ba bốn tuần trực tuyến vừa rồi có nghĩa là chúng ta đã lên tuần thứ bảy. Thế thì nếu như chẳng hạn nhưng mà kiểm tra đánh giá thì à, tôi tôi xin mở mặt tôi đi hơi hơi ngang cho một tí à, thêm một vài phút nữa thôi. Tức là hôm qua đọc trên uh, Facebook của cô Hà Lê Kim Anh ấy thì thấy câu Hà Lê Kim Anh là cho kiểm tra trực tuyến. À, vẫn đáp được thứ tôi thấy Vẫn khởi lắm. Tôi cái giống như gọi là chết đuối mới được cọc tôi bảo u rồi. Cô Kim Anh làm này thì anh em cứ thế có có cái cái chỗ để mà làm theo à, thì cũng rất là tốt nhưng mà đối với trường nhân văn hiện nay đấy thì cũng rất là thận trọng ở chỗ là như thế này này tức là à, nếu như mà bảy tuần mà cho kiểm tra đánh giá theo lộ trình tức là tuần tới này hoặc là tuần sau nữa đấy thì tôi nghĩ là nó cũng đang có một số các cái băn khoăn từ chính giảng viên cũng như là là người học cũng như là là từ góc độ quản lý tức là ba từ từ ba cái góc nhìn khác nhau cho nên là hiện nay thì anh em cũng theo cái nghĩa là bảo là giả sử như là một số các cái lớp của năm thứ tư hoặc năm thứ ba mà đây là những lớp đặc thù có thể làm à, ta gọi là tiểu luận. À, thầy cô có thể giao tiểu luận thì có thể cho các em làm tiểu luận. À, nhưng mà nếu như những lớp mà năm thứ nhất, hoặc năm thứ hai các em có thể là nó còn bỡ ngỡ thì có thể không nhất thiết là học xong 7 tuần là thi mà có thể là dồn đến 15 tuần. Học hết 15 tuần, học hết cả học kỳ rồi thi. Đấy thì cũng 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 xin thưa thầy cô là về cái góc độ về 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 gọi là kiểm tra đánh giá thì hiện nay nó cũng có một số cái băn khoăn thì có thể một chút nữa thì các thầy cô ở các đơn vị thì chia sẻ thêm có lẽ tôi nêu ra là chính từ góc độ của đơn vị mình như là một người được thầy huy ưu ái là cho đặt cái vấn đề ra để chúng ta cùng chia sẻ à, vừa vừa là cung cấp thông tin nhưng mà vừa là chia sẻ những các cái suy nghĩ của chúng ta đúng không ạ tức là cái hình thức thứ hai cái vấn đề thứ hai là kiểm tra đánh giá thế còn có lẽ thôi tôi xin phép nêu một cái vấn đề cuối cùng thôi à, bởi vì sợ nó mất thời gian rồi nếu cần thì chúng ta sẽ quay lại sau tức là cái thứ ba nay là quay trở lại các cái vấn đề mà thực ra nó liên quan đến cái cái vấn đề thứ nhất mà tôi nêu đó là các loại nền tảng khác nhau và được công nhận như thế nào thế thì nếu như theo cái định nghĩa của 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 cái gọi là một cái nền tảng công nghệ dạy học được thừa nhận chính thức uh, learning management system của 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 đại quốc gia hà nội cũng như của bộ đấy thì có nghĩa là nó không phải chỉ là livestream dạy học mà nó còn là quản lý cái tiến trình đào tạo nó còn là cung cấp học liệu, nó còn là seminar, là các cái tất cả mọi thứ có nghĩa là nó phải có giảng dạy trực tuyến cũng như là hậu trực tuyến và tiền trực tuyến à, như thế đúng không ạ nôm nay như thế. Thế thì như trong trường hợp của trường đại học khoa học sau nhân văn hiện nay đấy thì cái UPM đấy, em đấy thì về cơ bản hiện nay là nó là một hình thức chọn gói tiền trực tuyến, trực tuyến và hậu trực tuyến cho đến khi chúng ta kết thúc cái môn học thì thôi có nghĩa là đây là một cái learning management system có nghĩa là cái cái chữ hay là cái yêu cầu về quản trị à, trong đó ban giám hiệu phòng thanh tra pháp chế phòng đào tạo hoàn toàn có thể giám sát bất kỳ mọi mọi lúc mọi thời điểm đối với quá trình dạy học từ tiến độ ví dụ như là tôi là giảng viên tôi có cung cấp đầy đủ học liệu cho sinh viên không à, tôi có thực hiện đúng với quy trình không tất cả mọi thứ thì những người ba đầu mối giám sát chính là ban giám hiệu phòng đào tạo và phòng thanh tra pháp chế hoàn toàn có thể gọi là vào để kiểm tra đầy đủ được. Thế nhưng ấy, những các cái khác kể cả là cái team mà thầy Huy đang cố gắng dùng cái bản A1 đấy hiện nay đấy, thì cái sự giám sát về mặt quản lý đào tạo là đã đảm bảo chưa? Hay là zoom thì chúng ta giám sát như thế nào về cái tiến trình đào tạo? Cho nên là chính vì thế đấy, trong ba ngày vừa qua thì anh Đào Minh Quân, anh Đỗ Hùng và À, và và tôi đấy thì đang rất là khẩn trương là tìm thêm một dạng thức LMS nữa để backup cho cái UPM bây giờ bởi vì UPM bây giờ ấy thì bởi vì là hiện nay số lớp là khoảng độ 400 rồi và các thầy cô vẫn đang tiếp tục sử dụng vào 7 tuần sau và sau đại học có nghĩa là nó có thể lên đến 7 800 nhưng mà như thế nó sẽ dẫn đến cái tình trạng có thể là quá tả ở hôm qua thì cũng chia sẻ với thầy cô là tôi có trao đổi với thầy lãnh đạo bên đại học công nghệ thì các thầy cũng chia sẻ vào là ngay như bản thân các cái nền tảng mà quản lý ở các đơn vị bây giờ thì cũng đôi khi nếu chúng ta sử dụng chọn gói có nghĩa là trong cái LMS đấy mà lại có cả cái chức năng livestream đấy thì nó rất là nặng. Sau đó lại còn record lại xong rồi còn lưu lại rồi tắt ấp ngược trở lại thứ thì nó rất nặng. Thế thì tôi thì tôi cho rằng là trong bối cảnh hiện nay đấy là trường nhân văn hiện nay đang hướng đến cái giải pháp thứ hai để mà dự phòng cho cái gọi là hỗ trợ và dự phòng cho cái UPM đấy. Đấy là sẽ sử dụng một nền tảng uh, quản lý lớp môn học thứ hai có thể là mút đồ của 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 bên đại công nghệ mà chúng tôi đang xin các thầy và các thầy cũng rất là là rất là là, là ưu ái là cho chúng tôi sử dụng nhưng mà chúng tôi chỉ sử dụng nó dưới dạng là quản lý học tập thế còn nếu chức năng livestream thì có thể chúng ta vẫn phải tận dụng các cái chức năng khác hiện nay mà đang tốt ví dụ như là zoom hay là một cái gì đó để chúng ta có thể livestream sau đó chúng ta chúng ta lưu lại cái minh chứng đó và chúng ta sẽ kết hợp với lại cái nền tảng quản lý cái 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 học tập của chúng ta LMS mà như trong trường nhân văn hiện nay thì thứ nhất là UPM thứ hai nữa là có thể cái phần nền bút đồ của chúng tôi đang xin với đại công nghệ mà có thể đang cho thế thì tôi nói cái, cái 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 ý thứ ba là là về cái việc mà đi đường dài trong cái câu chuyện vài tuần tới thậm chí là có thể cả một hai tháng tới liên quan đến câu chuyện và sau đó nữa đấy là quay lại cái câu chuyện là đánh giá bởi vì chúng ta biết là cái câu chuyện học và đến cái chuyện đánh giá là câu chuyện nó sẽ rất nhiều rủi ro bởi vì chỉ cần một cái gì đó nó không chuẩn chỉ theo cái văn bản của bộ và không gọi là không gọi là thỏa đáng đối với công tác dạy của giảng viên và học của sinh viên đấy thì nó sẽ lên Facebook hay là nó sẽ lên gọi là mạng xã hội ngay lập tức thì cái đấy nó rất là nguy hiểm cho nên là tôi thì tôi chỉ xin kết lại như thế này tức là một đấy là cái các cái nền tảng mà trường nhân văn đang dùng bây giờ thì thực ra cũng giống thầy cô thôi đa dạng nhưng mà nó đã bắt đầu trụ sau một tuần, hai tuần nó đã trụm vào cái IPM và trụm vào một số cái định hướng rất rõ. Hai là cái ý thứ ba tôi nói đấy là có cái LMS tiếp theo để backup cho cái LMS hiện tại của nhà trường. Đấy, và cái này thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến trường Đại học Công nghệ là đã tạo điều kiện cho chúng tôi và nếu không có gì thay đổi thì ngày hôm nay và ngày mai là sẽ xong và sẽ test thử để ngày thứ hai là các thầy cô chính thức sử dụng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hiện nay là có khoảng 200 lớp các thầy cô ở trường Nhân Văn bây giờ đang chỉ sử dụng thuần túy về email và cái đấy thì không thể được chấp nhận nữa các thầy biết thì chúng ta phải chuyển sang một cái lms nào đấy và cộng với một cái hình thức trợ giúp nào đấy về livestream là cái thứ cái, cái thứ hai cái thứ ba là cái kiểm tra đánh giá thì tôi xin tóm lại như vậy để các thầy cô cho ý kiến thì xin xin phép thầy huy là xin lỗi thầy huy là nói hơi dài nhưng mà có lẽ là cũng tôi nghĩ là từ góc độ đơn vị hiện nay có ba cái vấn đề chính như vậy thì xin xin uh, báo cáo với thầy thảo thầy huy và xin chia sẻ với thầy cô xin hết ạ bạn.